Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả các bác chiếc lồi Tiger áp suất IP 1 lít. Đó. Chiếc này là dòng VIP áp suất IP xoang sần 11 lớp. Ngoại hình của nó thì con này siêu đẹp rồi. Đó, các bác nhìn màu trắng quá đẹp luôn. Sản xuất 2015 này. Chiếc lồi này là lồi 1 lít nhá, lồi 1 lít ạ. Đó, cho các bác xem. Tổng quan về ngoại hình con này thì nó đẹp xuất sắc rồi. Vỏ của nó toàn bộ là vỏ nhựa nhé, mặt trên vậy. Con này màn hình LED, dòng này thì chuyên nấu cơm cháy rồi. Đó, cho các bác xem chi tiết về xoong nhé. Xoong con này thì rất là đẹp luôn đấy. Đây xoong này. Đó, các bác nhìn thấy xoong chưa? Xoong con này nó gọi tuyệt vời, siêu mới. Xoong siêu mới Normonit ạ. Đó, chiếc lồi rất là đẹp luôn đấy ạ. Doang thì rất là mới rồi. Hàng này nó gọi là hàng tuyển, gọi là mới kính con luôn. Các bác nhìn này, áp suất 2B nhá. Doang. Doang quá đẹp luôn đấy ạ. Đó, chiếc lồi này lồi 1 lít thì sẽ nấu được 1 cân gạo cho gia đình khoảng từ tầm 3 đến 5 người ăn nhé, 3 đến 5 người ăn. Cái sau đây em sẽ test mọi tính năng nhá. Cái lồi này thì em đã test mọi chức năng hoạt động rất là tốt rồi. Đó, màn hình LED ạ. Các bác nhìn nhỉ? Đó, đã test rồi, ok. Đây nhá, nấu ở chế độ gạo trắng này, chế độ thứ hai này, cơm cháy này. Rồi, ok, màn hình nét rất là đẹp. Con này mặt siêu đẹp luôn đấy ạ. Màn hình cực kỳ là trong các bác nhá. Đó, đối với cái màn hình nét này thì khi mà kể cả là về buổi tối thì các bác nhìn về toàn bộ các tính năng của nó nhìn rất là dễ. Đó, bên trong tính năng toàn bộ được nổi lên dưới một cái tấm đèn len LED. Đó, nấu gạo 33, nấu gạo gạo lứt này, gạo 33 này. Đó. Đây chế độ nấu tiết kiệm điện, nấu thường này, nấu ngon này, nấu nhanh này, ok, rất là nhiều các chế độ nấu khác nhau. Đó, chế độ nấu nhanh thì nó sẽ vào bắt đầu là nó đóng một lần nó áp suất. Hâm cơm ở bên đây nhé, các bác ấn giữ nguyên nhé. Tổng quan chiếc này thì gọi là quá đẹp rồi. Chiếc này sản xuất 2015, rất là mới, rất là mới các bạn. Mặt trên của nó cũng không hề bị cháy xước gì đâu ạ. Đó, giòn xoong thì tuyệt vời. Em sẽ lấy LED cho các bác xem nhé. Xoong đẹp chưa? Xoong quá đẹp luôn ạ. Không một vết gì luôn. Đó, các bạn nhìn thấy xoong này. Xoong quá là chất lượng. Rồi, cái chiếc lồi Tiger áp suất IP này thì em sẽ bán cho các bác với giá đó là 2 triệu 800 nghìn đồng nha. Con này quá là đẹp này. Đó, màn hình nét. Áp suất 2B. Đó. Mọi tính năng hoạt động rất là tốt. Rồi ok, bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Em ship COD toàn quốc, ship quá cọc hoặc các bác là chuyển khoản hết thì em bao ship ạ. Một chiếc lồi siêu đẹp luôn ý. Em cho các bác xem kỹ về cái thông tin thông số kỹ thuật của nó ở dưới này nhé. Đây các bác sẽ thấy đây. Sử dụng điện 100V nhé, công suất 1200W này.